mua một bộ dàn âm thanh ấy, thì chúng ta sẽ phải dựa vào chính bản thân chúng ta, dựa vào cái nhu cầu, cái sở thích, cái mong muốn và cái tài chính của chúng ta nữa, chứ không thể đi hỏi người khác được. Em ơi, theo em thì nên mua bộ này hay bộ kia, mà phải hỏi ngược lại. Khi mà các bác có nhu cầu gì thì em chỉ là người kết nối giữa các bác và sản phẩm thôi. Vì em phân phối sản phẩm âm thanh thì em biết là cái dòng loa này có ưu điểm gì, nhược điểm gì, dùng cho ai, trong mục đích nào, nhu cầu nào, tầm tài chính nào. Em hiểu được như vậy, và các bác cũng thế. Các bác là người phải cho em biết là anh đang có mong muốn, có nhu cầu này, tài chính này, sở thích như này. Ồ, em có sản phẩm nào phù hợp hay không, thì em là người kết nối giữa bác và cái sản phẩm. Đấy, dựa vào cái sở thích này, gu chơi này, cái tài chính này, hay gọi là vừa mắt vừa tai vừa túi tiền này, này thì em có sản phẩm nào phù hợp hay không, thì em sẽ là người kết nối để làm sao các bác mua sản phẩm nào tốt nhất, là hay nhất với mình trong tầm tài chính đấy. Chứ không phải là mua là trong tầm tài chính đấy nhưng mà hay với ông hàng xóm được, hay là hay với em được. Tại vì hay với em nó chỉ là ý kiến cá nhân của em thôi, mua cho em dùng thôi, chứ chưa chắc nó đã phù hợp với anh. Nếu mà ví dụ em là một người thích uy lực, thích mạnh mẽ chẳng hạn, em đánh rồi đánh tức ngực cơ, đánh DJ remix nguỳnh đập trên ban trên vũ trường cơ, nhưng mà cái sở thích của anh nghe nó là êm ái, tinh tế, nhẹ nhàng, thưởng thức thôi, thì lúc đấy cái bộ dàn của em nó hay với em nhưng nó sẽ không phù hợp với anh. Em chưa nói về giá tiền nhá. Thì chia sẻ với anh Đức Linh là cái việc anh có đến nhà ai xem hay nghe thử, trải nghiệm thử thì đấy là để tham khảo. Vì mình mua là mình mua cho mình, cho mình nghe, cho mình chơi, cho mình trải nghiệm, để cho mình nhanh tan mệt mỏi, để cho mình xả xì chép, đúng không, để cho mình hát hay để cho mình chơi theo phong cách của mình, thì mình phải đi từ cái nhu cầu của mình ra, chứ mình không thể hỏi người khác được. Em chỉ là giúp các bác lựa chọn bộ dàn nào hay nhất trong tầm tài chính đấy với các bác thôi. Thì mua một lần là xong, không phải là tư vấn theo cái cá nhân sở thích của em được. Âm thanh cũng như món ăn, mỗi người một khẩu vị, mỗi người một cái cảm nhận về cái sự ngon khác nhau. Thì âm thanh nó cũng thế, mỗi người một cảm nhận về cái hay khác nhau, cái hay của mỗi người, người này khác với cái hay của người khác. Okay, let's go.